Ai tát tôi? Cho cô tát con. Sao kìa? Sao bác lại tát nhiều cháu? Ai cho phép chúng mày hôn hít nhau ở đây? Đã thế là còn để xe máy chềnh nghênh ra như này chỗ tao bán hàng. Tao tát đấy để cho chúng mày tỉnh ra. Bây giờ biến để cho tao còn dọn hàng hàng. Ô hay. Đất này có phải đất nhà bác đâu. Người yêu cháu vừa mới chuyển đến đây nên cháu biết rõ đất này là đất công cộng. Bác làm gì mà bác có quyền đuổi bọn cháu ạ? Mày mới chuyển về đây cho nên là mày không biết là tao đây ấy là chùm cái vỉa hè này à? Đất này là đất của tao, hiểu chưa? Đất của bác á? Đất của bác thì bác chìa sổ đỏ ra đây. Nếu như sổ đỏ mà viết mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của bác thì cháu sẵn sàng cho cúi đầu rồi cháu xin lỗi bác luôn. Con này cũng lý sự gớm nhỉ. Nhưng mà này, không phải cái gì cũng theo nguyên tắc như chúng mày học ở trong trường đâu nha. Đất này ấy, tao phải mất tiền bảo kê thì mới được ngồi đây bán hàng đấy. Cái tiền đấy nó gọi là luật ngầm, nó gọi là phép vua thì phải thua lệ làng, hiểu không, hiểu không? Cháu chẳng cần biết ngầm gì hết. Cháu chỉ biết nhà nước có quy định vỉa hè nơi công cộng, nên bác chẳng có quyền gì bác lấn chiếm cả. Thôi em ơi, anh xin em. Thôi bỏ qua đi, mình đi về. Thôi cái gì mà thôi, anh để yên đấy. Mình đúng chứ mình có sai đâu. Để yên đấy, em phải làm ra ngô ra khoai cái vụ này đã. Con này láo nhỉ, thích làm loạn hả? Vâng, cháu làm loạn đấy. Được rồi, tao sẽ cho mày làm loạn luôn. Thôi. Thôi làm đi. Ui. Cháu nói cho bác biết. Bác vô lý nó vừa rồi nhá. Mày thích lì hả? Mày thích lì đúng không? Anh, đàn ông đàn ông yếu như sên ý. Bà mới đấm cho một cái thôi đã ngã lăn quay ra rồi. Đùa, đến nước này rồi mà em vẫn nói được như thế. Mình đúng rồi, mình có sai đâu. Cái gì sai thì mình phải cãi cho đến cùng chứ. Đàn ông đàn ông nhát như thỏ đế. Cái gì? Bảo sao mang tiếng lúc váy đàn bà mà trông cái dép kìa, kinh không? Như nào? Anh ấy, anh mà không lôi em đi nhá, không phải bị bà ta bá tẩn cho. Mà chẳng hiểu sao em con gái có lứa kiểu gì hiếu thắng thế không biết. Em sao? Còn làm sao nữa? Để em nhìn em xem. Em nhìn nhà người ta xem. Người yêu nhà người ta nhé. Nào là hiền lành, thục nữ, thướt tha, nhẹ nhàng, dịu dàng này. Còn em xem, suốt ngày sồn sồn lên trông cái như Trương Phi thì chẳng đi. Ai mà chịu cho được. Ở đấy, ơi hùng hổ đấy. Gắn to nói lớn quen rồi đấy. Tôi không quen hiểu điều chúng nữ đấy. Anh có giỏi anh đi kiếm con khác mà yêu đi. Chia tay. Anh đau lắm hả? Đếm sát trùng cho anh nhá, sau em bôi thuốc, mấy hôm nữa là sẽ khỏi thôi. Đúng là chỉ có sang nhà em mới được yêu thương chăm sóc như thế này thôi. Chứ anh nói thật, anh ở nhà với con người yêu như bà la sát của anh, thề khó chịu vô cùng luôn. Đã không giúp đỡ anh được cái gì, đằng này nói toẹt đúng một câu là đàn ông gì mà yếu thế mới đấm một cái đã ngã rồi. Nghe cay không cái gì. Eo ôi, sao lại có quả người yêu như thế nhở? Em mà thấy bị đấm ấy là em phải chạy đến liền xem anh có làm sao không. Đấy, nó phải như thế. Đằng này chả chăm sóc gì anh, cũng chả mua thuốc thang gì. Anh, có con người yêu như thế ấy, anh bỏ quách đi, quyến luyến làm gì. Anh còn có em mà. Hơn nữa, cô ta có chăm sóc hay làm anh vui đâu. Bỏ là bỏ thế nào được. Nó còn nhiều cái. Thứ nhất nhá, là cô ta giàu, anh còn đang moi tiền cô ta. Cái thứ hai là bố cô ta còn làm to, anh phải dựa bố cô ta thì mới thăng tiến được. Mà anh mà đã thăng tiến được thì người hưởng lợi là em chứ còn là ai nữa. Thế thì anh phải hay đến đây thường xuyên với em nhá. Biết rồi. Ơ kìa, anh không đau à? Nhỏ nhỏ cái gì. Có mỗi một cái túi bỏng thôi mà bắt mình ship đến tận nơi. Đúng là cháu hành thiếp. Anh không ở lại với em được thật à? Anh không ở lại được. Thôi để hôm sau anh bù cho nhá. Anh mới chuyển khoản tiền cho em đi shopping rồi đấy. Yêu quá cơ. Thằng nhái hôm nọ mình gặp đi mà. Sao hôm nay nó lại đi với con khác rồi à?
Thôi anh về đi. Nhớ lần sau bù cho em đây. Biết rồi. Mỏ vàng đây rồi, mỏ vàng đây rồi. Tôi bảo việc của cháu với bác là hôm trước đã xong xuôi hết rồi nhá. Bây giờ là bác muốn gì? Rồi ạ, tôi không đánh đấm gì cậu đâu. Tôi chỉ có cái này muốn cho cậu xem thôi. Sao bác lại có cái clip này? Coi như là ông trời giúp tôi đi. Này, không quan trọng lý do, quan trọng là ở hiện tại trong tay tôi đang nắm bí mật của cậu. Này, nếu như cái cô người yêu nóng nảy hôm trước của cậu ấy mà xem được cái này ấy, chắc là cô ấy lồng lộn điên tiết lên lắm đấy. Bây giờ bác muốn gì? Sống ở trên đời này ai chả cần tiền, tôi đây cũng không ngoại lệ đấy. Có tiền thì muốn gì chẳng được, đúng không? Bao nhiêu? 5 triệu. Nhiều thế thì nhiều. Đồ đấy. Ê, khoan đã. Sao mà vội vàng thế? Tôi nói 5 triệu ở đây là mỗi tháng cậu phải đưa cho tôi 5 triệu. Điều, mỗi tháng đưa 5 triệu? Thế thành cháu bầu nuôi bác à? Coi như tháng này tôi nhận đủ rồi. Từ tháng sau tôi sẽ gặp trực tiếp cậu để lấy. Còn nếu như cậu có ý kiến đi cò gì nữa nhá, thì đoạn phim này sẽ được đưa tận mắt người yêu của cậu. Hôm nào đi sang nhà cậu, cô ấy chả đi qua quán của tôi. Thấy không? Từng này chưa đủ đâu. Tháng này tôi muốn nhiều hơn thế. Ít nhất cậu phải đưa cho tôi 10 triệu. Bà yên cả. Tôi đưa cho bà này là nhiều lắm rồi đấy. Tôi không phải cái mỏ in tiền của bà. Cậu không đưa thêm chứ gì? Được rồi, tôi sẽ kể chuyện này cho người yêu của cậu. Này, nói thật nhá, tôi không chịu nổi nữa rồi. Bà thích bà nói đi. Này. Này cái gì? Đấy, bà giỏi bà nói đi. Xem bây giờ người yêu tôi tin tôi hay người yêu tôi tin bà. Mà chắc gì người yêu tôi đã gặp được bà. Hả? Mà kể cả có gặp ấy, thì bà nói đi, xem như nào. Bà có gặp được không? Nói ấy, thì tôi nói lại với người yêu tôi sợ gì nữa. Cậu không sợ thật chứ gì? Không sợ. Được rồi, để tôi sẽ cho cậu biết tay. Em cứ yên tâm. Thoải mái đi. Hôm nay con người yêu của anh nó đi công tác, nó không về nhà đột xuất đâu. Hôm nay chỉ còn mỗi anh với em thôi. Anh, lâu lắm rồi em mới được tới nhà anh đấy. Thì lâu lắm rồi anh mới được gần gũi em như thế này. Cố em quá. Em cũng nhớ anh quá. Sao em lại đến đây? Cái chuyện này nó là... Im mồm. Tôi biết chuyện tình gian díu của anh và cô ta rồi. Ô, em đến rồi à? Hôm trước anh có bảo em đưa 10 triệu đến cho bạn vay ấy. Bạn anh trả chưa? Chuyển lại cho em đi. Em không nhắc, anh quên mất. Để lát anh thử hỏi bạn anh xem thế nào. Sao em cứ nhắc đến tiền là anh ngậm ừ đấy? Hả? Mà nhá, dạo này tuần nào anh cũng bảo em đưa tiền cho anh. Có thật sự là anh cho bạn vay tiền không đấy? Hay là anh đưa cho ai? Ai? Làm gì đưa cho ai? Em không tin hỏi bạn anh xem. Ôi trời, chết rồi. Nồi cá kho của anh. Hóa đơn đóng tiền internet á? Tại sao lại có địa chỉ nhà ai lạ hoắc mà anh Lâm lại đóng tiền internet cho suốt thế này nhỉ? Hình như đúng chỗ này rồi. Nhà 12A10, chắc là ở cuối dãy.
nhớ sang với em nhá. Sao cô ta lại mặc chiếc áo giống hệt mình như vậy nhỉ? Lại còn đi vào căn hộ số 12A10 nữa. Chẳng lẽ cô ta và anh Lâm... Lũ mèo mả gà đồng này, không đưa tiền cho tao à? Phá hết, phá hết. Sao bác lại ở đây? Bác vừa qua cái gì đấy ạ? Tôi làm gì thì mặc kệ, tôi liên quan gì đến cô? Chắc chắn là bác biết chuyện gì đúng không? Chứ không thể nào có chuyện tình cờ bác ở đây được. Bác nói cho cháu biết đi. Cô là cái gì mà cô bắt tôi phải nói nhỉ? Cháu sẽ cho bác 30 triệu. Cái gì? Cô nói thật chứ? Bác nhìn số dư tài khoản của cháu đi. Cháu đầy tiền. Khi nào mà bác nói xong ý, tài khoản của bác sẽ tinh tinh ngay. Cô đúng là hào phóng, hơn hẳn cái thằng người yêu bất tài vô dụng của cô. Được rồi, tôi sẽ nói. Cô đang bị cắm sừng đấy, cô có biết không hả? Cô không tin à? Đây đây đây, cô xem đi này. Tôi còn quay được cận cảnh nha. Thằng người yêu của cô với cô ta đi bên nhau, ôm ấp rất chi là thân mật. Cô nhìn xem, đúng chưa? Chính xác chưa? Tôi có để anh thiếu thốn cái gì không? Mà tại sao lại đối xử tôi như thế hả Lâm? Em suốt ngày em có hiền dịu, em nết na gì đâu. Anh xin em. Thôi bỏ qua đi, mình đi về. Thôi cái gì mà thôi, anh để yên đấy. Mình đúng chứ mình có sai đâu. Để yên đấy, em phải làm ra ngơ ra khỏi cái vụ này đã. Sao mày láo nhỉ? Thích làm loạn hả? Vâng, thích làm loạn đấy. Được rồi, tao sẽ cho mày làm loạn luôn. Thôi. Thôi làm được rồi. Cháu nói cho bác biết. Bác mua lì nó vừa rồi nhá. Mày thích lì hả? Mày thích lì đúng không? Mà chẳng hiểu sao em con gái có lứa kiểu gì hiếu thắng thế không biết. Em làm sao? Còn làm sao nữa? Để em nhìn em xem. Em nhìn nhà người ta xem. Người yêu nhà người ta nhé. Nào là hiền lành, thục ngữ, thướt tha, nhẹ nhàng, dịu dàng này. Còn em xem, suốt ngày sồn sồn lên, trông cái như Trương Phi thì cái chặt này. Ai mà chịu cho được. Ở đấy, ơi hùng hổ đấy. Gan to nói lớn quen rồi đấy. Tôi không quen hiểu điệu chúng nữ đấy. Anh có giỏi anh đi kiếm con khác mà yêu đi. Chia tay. Ôi. Suốt ngày em chỉ cau có cọc cằn, dù còn đánh anh nữa, như vừa rồi ý. Hóa ra là vì thế, nên anh mới tìm đến cô ta. Được rồi, vậy thì anh cứ ở với cô ta đi, để xem cái sự hiền dịu nết na để có nuôi sống được anh không. Hay là anh cứ phải ngửa tay ra xin tiền cái con ghê gớm mẹ để chu cấp cho cô ta. Thì nghe anh nói, chỉ anh có sai, thì để cho anh... Muộn rồi, chia tay. Sáng nay cô có Linh báo cáo về việc bà bán hàng lấn chiếm vỉa hè. Con cử xuống vỉa để làm việc. Mời bà đi với con lên phường làm việc. Cái gì? Con danh đó mà dám. Ngoài ra cô Linh còn báo cáo bà hay gây mất trật tự khu này, ảnh hưởng đến cư dân của khu này. Ai cho phép chúng mày hôn hít nhau ở đây? Đã thế là còn để xe máy trình hình ra như này chỗ tao bán hàng. Tao phát đấy, để cho chúng mày tỉnh ra. Bây giờ biến, để cho tao còn vận hàng ra hàng. Ơ hay, đất này có phải đất nhà bác đâu. Người yêu cháu vừa mới chuyển đến đây nên cháu biết rõ đất này là đất công cộng. Chứ bác làm gì mà bác có quyền đuổi bọn cháu ạ? Mày mới chuyển về đây cho nên là mày không biết là tao đây ấy là chùm cái vỉa hè này à? Đất này là đất của tao, hiểu chưa? Đất của bác á? Đất của bác thì bác chìa sổ đỏ ra đây. Nếu như sổ đỏ mà viết mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của bác thì cháu sẵn sàng cho cúi đầu rồi cháu xin lỗi bác luôn. Con này cũng lý sự gớm nhỉ. Nhưng mà này, không phải cái gì cũng theo nguyên tắc như chúng mày học ở trong trường đâu nha. Đất này ấy, tao phải mất tiền bảo kê thì mới được ngồi đây bán hàng đấy. Cái tiền đấy nó gọi là luật ngầm, nó gọi là phép vua thì phải thua lệ làng, hiểu không, hiểu không? Cháu chẳng cần biết ngầm gì hết, cháu chỉ biết nhà nước có quy định vỉa hè nơi công cộng, nên bác chẳng có quyền gì bác lấn chiếm cả. Thôi em ơi, anh xin em.
Thôi bỏ qua đi, mình đi về. Thôi cái gì mà thôi, anh để yên đấy. Mình đúng chứ mình có sai đâu. Để yên đấy, em phải làm ra ngơ ra khỏi cái vụ này đã. Con này láo nhỉ, thích làm loạn hả? Vâng, cho làm loạn đấy. Được rồi, tao sẽ cho mày làm loạn luôn. Thôi. Được rồi, làm được rồi. Ui. Này, còn danh con này. Mày mưu mô xảo quyệt thế hả? Tao giúp mày như thế mà bây giờ mày báo đáp tao như thế này. Được lắm, mày nhớ mặt tao đấy. Thôi, bà tự dọn dẹp đi, xong đi với con lên phường làm việc. Em như thế này, đàn ông người ta lại càng thích. Có chuyện gì mà chị gọi em dậy sớm đấy? Chị muốn em nhìn thấy cái này này. Anh thấy em đang làm cái hành động nhạy cảm thế, anh không dám lên tiếng. Em hong khô còn trong thôi. Lúc nãy gội đầu cho chị Linh nên bị ướt. Váy ngoài thì khô rồi, mà quần trong thì vẫn chưa khô. Nghe thương nhở? Có mỗi một cái quần nhỏ mà lại đang hong khô thì có nghĩa là em đã không mặc gì hả? Em xin lỗi ạ. Có gì đâu mà xin lỗi. Em như thế này, đàn ông người ta lại càng thích. Thôi anh đùa thôi. Em làm cái gì mà cứ như là anh sắp ăn tươi nuốt sống em không bằng ấy. Thôi mặc quần vào đi. Có chuyện gì thế anh? Anh không thể hiểu nổi vợ anh nữa. Anh vào bên trong quan tâm hỏi han cô ấy thì cô ấy trả lời cộc lốc, lại còn trách anh là không quan tâm, suốt ngày đi làm từ sáng tới tối tịt mới về. Thì đúng là ngày nào anh cũng đi làm cả ngày mà. Mà cô ấy còn nói với anh á, anh thuê em về để chăm sóc cô ấy chỉ để gánh thay cái phần trách nhiệm mà anh sẽ phải làm cho cô ấy thôi. Uầy, sao chị Linh lại nghĩ anh là người như thế nhở? Tội nghiệp anh quá. Anh rất là bận. Anh tốn không biết bao nhiêu công sức để tìm một người hoàn hảo, có chuyên môn chăm sóc cô ấy như em. Thế mà cô ấy chẳng biết gì cả, chỉ có quay sang trách móc anh thôi. Thôi, anh đừng giận chị ấy nữa. Chị ấy bị tai nạn, khiến chân không đi lại được, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà thôi, nên tâm trạng nó bí bách khó chịu đấy. Bị tai nạn về chân chứ có phải là bị về đầu đâu mà, nói ra mấy cái lời mất não như thế được. Anh thông cảm cho chị ấy đi. Nếu mà anh không thích ấy, thì anh đừng lại gần nữa, cho nhau khoảng không gian riêng. Hay là em nấu món gì cho anh ăn nhá? Em đúng là một người phụ nữ hiểu chuyện này. Trả bù cho con vợ anh. Giá mà cô ấy bằng một phần, một góc của em thôi thì chắc là anh cũng được nhờ rồi. Sao tự dưng hôm nay đưa chị đi dạo thế? Chắc là thấy tối qua anh chị cãi nhau nên là định dỗ chị đúng không? Tâm trạng tệ nên ra ngoài đi dạo chị ạ. Chứ cứ ru rú trong nhà như thế á, khó chịu, bực dọc lắm. Chị ơi, hôm nay tập đứng dậy nhá. Anh xin lỗi. Anh chị làm lành chưa ạ? Rồi. Chưa em. Thôi, anh thắng Ly lên trước đi. Để một mình em đẩy chị Linh cũng được. Thôi, em là con gái, ai lại để như thế? Để anh đẩy đỡ cho. Sao đấy? Sao đang đi tự dưng dừng lại đấy?
Em thấy đoạn đường này vỉa hè rất là bằng phẳng, rất thích hợp để chị tập đấy. Mình tập nhé chị. Để em đỡ chị vậy. Để anh đỡ em. Nói cái gì cơ? Hợp đồng bị hủy là sao? Cô có biết hợp đồng quan trọng với tôi như thế nào không? Tìm phương án giải quyết. Ngày mai trình lên cho tôi. Công việc của anh đang gặp trục trặc à? Anh uống cốc nước cam và cho Hạo Hòa đi. Em thấy thương anh thật đấy. Đi làm vất vả cực nhọc mà về nhà chẳng có ai quan tâm chăm sóc anh cả. Có bà vợ thì lại nằm một chỗ. Thế em có muốn là người chăm sóc anh không? Chị ơi, và đỡ chị dậy với. Chị Linh ơi, em đau bụng quá, chắc là em không chịu nữa đâu. Đưa chị lên giường đã, vội ra. Thôi được rồi, coi như đây là dịp để mình thử đứng lên vậy. Anh mang đồ vào viện cho chị ta rồi về sớm với em đấy nhá. Đừng ở lại lâu với chị ta. Trong viện cũng có đầy y tá mà. Anh có nói chuyện với bác sĩ rồi. Bác sĩ bảo Linh bị ngã ra sàn, chân bị va đập mạnh nên phải nằm lại viện để kiểm tra. Anh sẽ chủ động nói chuyện với bác sĩ, để cho cô ta ở trong đấy tầm một tháng, để cho hai đứa mình tiện hô hấp với nhau. Nhớ cái mồm ấy nhá. Thôi anh đi đi, rồi còn về với em nữa. Phải tranh thủ lúc vợ anh đi viện chứ nhở. Mà sao con vợ anh lại bị ngã vậy? Thì chị ta sốt sắng việc đi đứng ấy mà. Lúc đó em đang đi vệ sinh, chị ta tự đứng dậy rồi ngã thôi. Lâu lắm rồi anh không được làm cái chuyện kia rồi. Người anh nó đang héo hon hết cả vào đây này. Em biết mà, cho nên đêm nay em sang để tưới mát cho anh đấy. Nhưng mà mình có quan hệ lén lút sau lưng chị ta mãi à? Đằng nào chị ta cũng là người tàn phế rồi. Anh bỏ quách chị ta đi. Muốn bỏ là bỏ được đâu em. Cô ta có cổ phần ở trong công ty anh đấy. Thôi, em chịu khó một thời gian. Khi nào vị trí của anh vững chắc, anh sẽ cho em một danh phận. Được không? Có chuyện gì mà chị gọi em dậy sớm thế? Chị muốn em nhìn thấy cái này này.
Chị vui quá Trinh ạ. Đáng lẽ chị ta phải càng ngày càng yếu đi để mình còn sớm chiếm được anh Thắng chứ. Sao lại thành thế này? Giờ chị sắp đi lại được rồi. Chị có thể sống như một người bình thường. Chị sẽ có thể đẻ con cho anh Thắng. Đẻ con á? Không thể để chị ta ràng buộc gì thêm với anh Thắng được. Không thì biết đến bao giờ mình mới làm chủ được căn nhà này. Chị dám tát tôi à? Chẳng phải cô định đẩy tôi ngã xuống cầu thang sao? Chắc hẳn cô muốn tôi tiêu đời lắm nhỉ? Em không như gì chị nghĩ đâu. Mà sao chân chị? Em tưởng anh đi làm từ sáng rồi mà. Sao anh lại ở đây? Là do tôi bảo anh ấy giả vờ đi làm. Để chứng kiến xem, khi cô nhìn thấy tôi đi lại được bình thường thì cô còn định giở trò gì nữa. Tôi biết, cú ngã lần trước của tôi cũng là do cô bày trò. Nhưng may mắn là nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi lắm. Đợt vừa rồi ở trong bệnh viện, Linh đã gặp một vị giáo sư chuyên về phục hồi chức năng. Nên cô ấy đã tích cực tập đi lại. Nhưng mà muốn anh giữ bí mật về chuyện này. Nói như vậy là sao? Anh đứng về bên phía chị ta. Linh đã biết tất cả mọi chuyện rồi, nên anh không có sự lựa chọn nào khác. Nói chính xác thì là cô chẳng có giá trị gì để anh ấy lựa chọn cô cả. Bớt mộng tưởng đi. Hành động của cô đã được camera ghi lại. Tôi sẽ kiện cô vì tội cố ý gây thương tích. Tôi sẽ tính sổ với cô từng chuyện một. Cứ chờ đấy. Để anh đưa em vào nhà. Linh à, anh dạy em cách lên giường rồi được. Anh làm gì đấy? Chết. Rồi bắt đèn đấy. Bắt đèn như thế? Đèn thì đèn. Chị em vào kiểm tra đấy. Anh ra bàn ngồi đi, giả vờ như đang dạy em nhá. Chị đem bánh kẹo cho anh gia sư với cả cô sinh viên ăn đây. Trinh, sao em lại đắp chăn kín người thế kia? Do em đang lạnh thôi. Hình như điều hòa để nhiệt độ thấp quá hay sao ấy. Chị ra ngoài chỉnh giúp em với. Để em học tí nào. Cứ hở tí là vào. Được rồi, chị để bánh kẹo ở đây nhá. Anh, học như thế này chán òm nhá. Anh không cần phải dạy em môn toán cao cấp nữa đâu. Anh dạy em cách lên giường là được. Em hư thế, học sinh mà dám ngủ với cả thầy giáo. Thế không sợ chị gái em biết à? Này, anh là gia sư chứ không phải thầy giáo nhá. Với cả chị em bận kiếm tiền rồi, không biết chuyện này đâu. Chị em tin tưởng em hoàn toàn tuyệt đối mà. Thế chị gái em làm cái gì mà nhiều tiền vậy? Chị gái em là giám đốc công ty, bận lắm, chẳng có thời gian đâu mà quan tâm tới em. Với cả chị em tin tưởng em tuyệt đối, cứ nghĩ trẻ con chẳng biết gì. Buồn cười nhở. Chị ấy không hiểu giới trẻ bây giờ ghê gớm như thế nào đâu. Ghê gớm thật đấy. Trẻ con mà dám ngủ với cả gia sư. Thế thì anh gia sư phải chăm chỉ đến đây dạy em nhá. Không thì em không lớn được đâu. Trinh, em lại phải thi lại môn toán cao cấp đấy à? Chị đã thuê gia sư dạy kèm em môn đấy rồi cơ mà. Tại sao vẫn phải thi lại?
hay là chị đổi ra sư khác cho em nhá. Chị có đổi 10 người nữa thì em cũng không học theo ý chị đâu. Em không thích học. Với cả em là sinh viên năm thứ 2 rồi. Chị đừng lúc nào cũng ép buộc em theo ý chị chứ. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Em đừng có bướng nữa. Nghe lời chị, cố gắng học cho xong, lấy cái bằng rồi muốn làm gì thì làm. Lấy bằng rồi thì sao? Em đang tuổi ăn tuổi chơi. Em không muốn làm gì cả. Em chỉ muốn chơi cả ngày thôi. Với cả nhà mình cũng giàu mà. Chẳng lẽ không có tiền cho em chơi chắc? Em 20 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa hết tuổi nổi loạn à? Chị thì bận bù đầu ra, nhưng mà lúc nào cũng phải chạy theo lo cái việc học của em từng ly từng tí một. Tại sao em cứ phải để chị bận tâm những cái việc đâu đâu vậy? À rồi, cái việc lo lắng cho em ấy là những việc không đâu, không giá trị đúng không? Chị không cần phải lo cho em đâu. Anh Thắng dạy cho em tốt, nhưng mà em không muốn học đấy. Em, tại sao em cứ phải chống đối chị đấy nhở? Em bị trẻ trâu à? Ừ, em là trẻ trâu đấy. Em không xứng đáng là em gái của chị đấy. Chị đừng lo cho em nữa. Từ nay em không muốn nhìn thấy cái mặt chị nữa đâu. Trinh, em đi đâu đấy? Đến giờ học rồi mà. Trinh, đứng lên. Xin lỗi anh nhá. Hôm nay cho anh không dạy học được rồi. Tôi vừa cãi nhau với cái Trinh xong, con bé nó bướng quá nên bỏ nhà đi mất rồi. À, không sao đâu. Tôi hiểu mà. Ở nhà tôi cũng có một thằng em, cũng trạc tuổi Trinh. Nó cũng bướng bỉnh lắm. Chắc là cô mệt mỏi lắm à. Tôi cũng có tâm sự với Trinh. Con bé nó ngưỡng mộ cô lắm. Nhưng mà nhiều lúc cô hay nóng giận rồi cáu kỉnh với con bé. Tôi có nói chuyện với nó bảo rằng là vì cô nhiều việc quá nên mới như thế. Linh này, là phụ nữ không nhất thiết lúc nào cũng phải cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra cáng đáng được mọi chuyện như thế. Mình nên có một người đàn ông để làm chỗ dựa. Nếu mà có chuyện gì cần tâm sự, cô cứ nói với tôi sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với cô. Lâu lắm rồi mới có một người đàn ông hiểu tôi như thế. Cảm ơn anh. Thực ra là anh thích em. Anh có cảm tình với em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cơ. Nhưng mà anh không có dám thổ lộ. Không biết là em có thể cho anh một cơ hội để trở thành người đàn ông, là chỗ dựa cho cuộc đời em không? Em yêu của anh nhớ em quá. Anh làm gì đấy? Đi vào dạy học cho cái Trinh đi. Con bé em nhìn thấy kỳ lắm. Thì làm sao? Em phải cho anh tình cảm tí chứ. Nhớ gần chết rồi này. Em đi công tác mấy hôm bây giờ mới gặp đấy. Rồi, anh cứ vào dạy học cho nó đi. Xong rồi lát nữa dạy xong thì mình ra ngoài hẹn hò nhá. Mà anh đừng nói chuyện mình hẹn hò cho cái Trinh biết nhá. Em không muốn nó biết rồi nó nghĩ linh tinh, ảnh hưởng đến việc học của anh đâu. Lại muốn lười phải không? Nào dạy học bài đi. Ngạc nhiên chưa? Hôm nay mình học đánh vần trên giường đi anh. Lâu ngày không gặp, em nhớ anh quá. Em hư lắm, xứng đáng được anh phạt ở trên giường. Trinh ơi, sao lại khóa cửa thế? Chị mang hoa quả vào cho em này. Cái bà này đang vui thì lại vào. Thôi được rồi, để anh ra anh đối phó cho. Em từ từ đã. Trinh nó đang bướng, để anh khuyên bảo nó học hành đàng hoàng. Bây giờ em mà vào hai chị em lại cãi nhau à? Thôi anh cầm đĩa hoa quả vào cho em nhé. Em yên tâm. Anh xử lý xong rồi.
Em quên điện thoại trên nhà mất rồi. Đợi em lên lấy nhá. Ok em yêu. Tôi đã nghi nghi rồi. Dạo này anh thân thiết với chị ta, lạnh lùng với tôi. Hóa ra hai người đang lén lút hẹn hò với nhau à? Bình tĩnh, anh nói đó. Là chị gái em ép buộc anh phải hẹn hò với cô ta. Chứ anh nào có tình cảm gì với cô ta đâu. Cô ta biết là mình yêu nhau nên mới cố tình phá chuyện của bọn mình đấy. Chứ em thấy cô ta quyền lực như thế, anh mà không hẹn hò với cô ta là anh bị đuổi việc ở trung tâm gia sư đấy. Anh nói thật không đấy? Anh nói thật. Một người xinh đẹp trẻ trung như em, anh không yêu thì thôi, anh chọn gì cái người như chị gái em. Thế sao anh không nói sớm? Em mà biết chị ta như thế, em sẽ có cách. Chị ta cậy có tiền và có quyền á, em sẽ làm cho chị ta mất hết tất cả mọi thứ. Anh mà nói sớm thì nó không phải ăn được cái tát rồi. Sao lại vào đây? Đồ khốn nạn, đồ cầm thú. Sao anh lại dám làm thế với em gái tôi? Tại sao hai người lại dám làm trò này sau lưng tôi hả? Đủ rồi đấy. Anh Thắng là người yêu của tôi, chứ phải người yêu của chị nhá. Chị đừng hòng dùng thủ đoạn để ép buộc anh yêu chị. Chị ngơ là chứ. Sao mày ngu thế hả em? Mày có biết mày vừa hại tao, hại công ty của tao không? Tài liệu mà tao để ở nhà, tại sao mày lại ăn trộm đem gửi cho công ty đối thủ à? Là bởi vì ấy, tôi ghét cái vẻ hống hách của chị đấy. Chị dùng tiền và quyền để ép buộc người yêu của tôi đến với chị. Cho nên tôi muốn ấy, chị mất hết tất cả mọi thứ. Để đến lúc đấy ấy, có ai còn ở bên cạnh chị nữa không? Mày đúng là dại dột quá Trinh ạ. Chính hắn ta là người đã ve vãn chị. Chị không hề biết mày đã ngủ với hắn ta. Tại sao mày không tin chị? Mày đi tìm một người ngoài như thế để rồi bây giờ ra nông nỗi này hả Trinh? Có thật không anh? Thế hai em nghe câu mía ngọt đánh cả cụ bao giờ chưa? Anh chỉ muốn thưởng thức cả hai đứa thôi mà. Anh dám lừa tôi à? Tôi khốn nạn! Thì sao? Em định làm gì tôi? Tôi sẽ tố cáo anh ra tòa về việc lợi dụng nghề nghiệp để giờ trò đồi bại. Và tôi sẽ tung hết mọi chuyện cho trung tâm gia sư của anh, để cho mọi người biết con người anh là như thế nào. Mày nghĩ là mày làm gì được tao hả? À? Mày đứng chung mày cứ mặt tao đấy. Chưa xong đâu. Chị, em xin lỗi chị. Em sai rồi.